đã gia nhập với quân đội. Đấy, hôm nay mình cùng ốc sẽ tham gia gọi là lực lượng quân đội làm lính đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ờ, nhưng mà anh hô chán không hô thôi à? À thôi, đúng rồi. Em phải có hiệu lệnh anh rồi. Và trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm nút like video và bấm đăng ký kênh để xem bên này và ốc làm lính sẽ như thế nào nhá. Okay. Không biết được lái xe tăng, bắn súng bằng 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 chắc được đấy các bạn ạ. Chắc có đấy. Vâng, tựa game ngày hôm nay chúng ta chơi có tên là War Simulator. Trời ơi, không biết đọc Simulator. Rồi, ok, vào. Okay. Ui, thấy cả máy bay rụng, có cả xe tăng nè. Hình như chúng ta đang ở gọi là một vùng đất sa mạc các bạn ạ. Ui, xin chào các bạn nha, lính V Quý Thành nha, lính ốc đây à. Lính ốc. Bộ đội đen mặc đồ giống nhau à. Đâu? Ui, cái gì đạn bắn phèo phèo, các bạn ơi, sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Ôi, đúng trong chiến tranh luôn các bạn ạ. Mình đấy. Núp vào lều ấy các bạn. Lúp. Các bạn ơi, đấy giờ thấy đúng ngày xưa các chú, các ông, các cụ gọi là chiến đấu cực kỳ gian khổ các bạn, rất là nguy hiểm luôn nên chúng ta. Có súng ngắn thế này thì bắn thế nào được? Mới được hòa bình như bây giờ. Súng ngắn á, súng ngắn đây rồi. Đi, ông ạ, xông lên. Xông lên nha. Ở đâu, anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh xông lên chưa? Anh chưa xông lên, anh dám hô người khác xông lên à? Đâu, anh đang bắn mà. Đây, đi vào đây, đi vào đây. Anh phải xông lên thì anh phải bảo người khác xông lên. Có lái được cái này không? Không lái được cái này à? Núp vào, núp vào. Đạn bay vèo vèo. Thằng kia, thằng da đen kia, nhìn thấy là thằng mặc đồ đen kia là thằng bắn kìa. Núp, núp bên anh, núp xuống hào. Núp xuống hào để bắn. Thằng này. Ui, em bắn được một tên lính địch rồi. Quá các bạn xong ơi. Xông lên, xông lên. Xông lên thì đánh là phải có chiến thuật. Đúng, kìa đúng. Rồi, kìa rồi. Đây lính địch, cái lính. Nó cầm dao, nó xiên anh. Thằng này đến tận đây bắn mình các bạn ơi. Đã thế, bắn luôn. Cho quả lựu đạn này. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi, 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 đuổi vì tụng tôi này. Rồi các bạn ơi. Thằng này ngươi cầm dao, ngươi cầm dao, ngươi cầm dao, ngươi cầm. Nó xiên. Này, xiên ốc của te này. Bên này không bắn thằng kia, để em bắn cho. Ông ơi, cover cho nhau đi. Ốc trốn dưới hào. Đúng rồi, bắn phải bắn dưới hào chứ. Anh thò lò mặt lên anh bắn để nó bắn vào anh à. Xông lên. Bây giờ mình phải bắn là du kích, bắn lén nó, hiểu không? Thông minh lắm. Từ từ. Cho nó quả lựu đạn đấy, anh ném quả lựu đạn vào cho chúng nó. Cái này xiên. Anh ném lựu đạn xuống hào mất tiêu rồi. Ôi giời ơi. Ôi, anh vừa ném một thằng thì mất nửa cái máu. Được mà. Chuẩn bị, em sẽ ném lựu đạn vào cái nhà này cực kỳ nhiều. Rồi, cẩu lựu đạn vào trong nhà. Lựu đạn rơi. Nổ luôn, chết luôn các bạn ơi, hay quá mà. Ok. Bắn luôn. Bắn đi, chiến đấu ấy. Ôi giời ơi, người ta ném lựu đạn vào đấy rồi không ạ? Một tên lính địch làm núp mình phải núp lùm. Từ để anh ném lựu đạn các bạn ơi. Đúng rồi, anh nên ném lựu đạn vào các tòa nhà, trong đấy có rất nhiều bọn nó núp ở đấy. Ai ném lựu đạn trong nhà của anh? Chết rồi. Mình phải đi về trang bị thêm súng các bạn ơi. Trang bị được súng hả ốc? Có tiền. Phải mua súng đi, mình bắn được chúng nó là mình có tiền ấy. Ui, sớm được có súng gọi là 499 robux, có súng 900 robux. Wow, có... nhìn nè. Có tên lửa hạt nhân, có máy bay không ạ? Ôi, em chưa đủ tiền để mua gì hết. Em chưa được mở khóa luôn, tận 500 tiền. Đây chúng ta có thể vào đây cửa hàng này. Mua đồ. Mua cái... áo giáp cho hoành tráng lên. 700 tiền, chưa có đủ tiền. Đây, bom này. Ôi, có cả quả này gọi là mìn chống tăng luôn các bạn ạ. Ôi, trời kinh vậy. Bây giờ, có súng ngắm. Nhưng mà shop này chúng ta mua bằng tiền ấy. Còn nếu mà không thì chúng ta VIP hơn, chúng ta vào shop này chúng ta mua bằng Robux. Đâu shop nào? Đây, mua được tiền này. Nhưng mà em làm gì có tiền đâu. 297k để xem 7k mua được cái gì các bạn ạ. Mình xem một súng nào. Ba mấy k tiền mới mua được kia. Vào mua hẳn khẩu súng Robux cho nó oanh. Tuyệt quá. Ôi, súng này có mạnh không nhỉ? Đây súng phóng lựu à? Em sẽ mua 500 tiền thôi. X2 money. Em chỉ mua ít thôi. Anh sẽ mua X2 money. X2 money điên à? Phải mua súng chứ. X2 money thì ra bắn nó có nhanh tiền, đúng không? Đây được rồi. Hay là mua súng này, đổi mua súng này đi. Mua súng bắn nó ác liệt. Anh mua súng hết. Anh hết Robux rồi, không đủ mua súng không các bạn. Thôi được rồi. Anh sẽ mua cái này đi. X2 money các bạn ạ. Mình sẽ mua quả súng giật này các bạn ơi. Ok chưa? Mình có nên mua không ta? Mình nên mua một khẩu. Rồi bây giờ trang bị kiểu gì? Nagant. Mình mua chưa? Mua rồi. Mua rồi thì vô cài đặt xem, vô cái này xem. Thôi được rồi. Mua x2 tiền. Đâu? Mua 499 robux chứ không biết dùng kiểu gì.
Ủa, cày thật đấy các bạn. Thôi rồi, súng lên. Lính bê quy đài cho quả lựu đạn. Mày bán tao đúng không? Cho xông quả lựu đạn vào đầu. Súng lên, bê quy đài súng lên. Chúng ta sắp thế sẽ chiến thắng. Đúng, đúng. Ơi, trốn vào cây, trốn vào cây. À, thằng này chém mày. Thằng này chém, chém mà. Solo luôn, solo luôn. Chém luôn, chém luôn. Ốc cụ tè, chém luôn, chém luôn, chém luôn. Chém luôn, hai thằng. Ôi, các bạn nhìn thấy chưa? Mình chiêu diệt phát hai tên địch. Ui, mình được lên chức rồi. Chắc là mình sẽ được lên cấp là cái gì? Tiểu đội trưởng. Bốc phét ít thôi. Chuẩn bị bên này cầm lao, không cần súng luôn. Lao ra đội hình địch. Yeah, cảm tử, yeah. Đây. Ôi, chẳng chiếc kia là bà đắc quá. Có bọn nó có cái tháp bắn kìa. Nó đứng trên tháp nó bắn kìa đấy chưa. Mình lại gần là nó sẽ bắn. À, nổ đâu đây. Anh vừa ném bom tụi nó. Ủa, cái tháp bắn nguy hiểm quá. Phải có súng ngắm cơ. Ây à, bắn đi. Nạp đạn, nạp đạn, nạp đạn, nạp đạn, nạp đạn này. Hạ gục một tên lính dưới hào. Tuyệt quá. Anh phải xông lên đó. Ui, máy bay dụng này các bạn ơi. Từ từ, anh phải lên tiêu diệt. Hả? Gì đấy? Đội trưởng chúng ta bảo là đã đạt cái gì đây? Hãy cố gắng không chết trong khi làm nhiệm vụ. Ok, né đã. Ok. Đây rồi. Nhưng mình chết hả? Anh, em đâu có chết đâu. Anh chưa chết, anh lên tiêu diệt tên lính ở trên này. Bắn ạ, đứng đây bắn đúng không? Trời ơi, mình vừa chết hả? Mình có 1k tiền rồi các bạn ơi, mình quay về. Nó đứng trên này nó bắn đấy. Này thì bắn nè, ám sát luôn. Này thì cầm dao, cầm dao, cầm dao. Ồ, này. Ồ, chính ra bây giờ mình ở trên này mình bắn thì nó gọi là oách quá. À, tên kia đúng không? Bắn toàn hú thích nhảy cây rồi đấy. À, nó bắn mình. Có những thằng nó đứng im bên cái thành ạ. À. Được rồi. Ba thằng này bắn mình, thằng này đứng ngay đó. Các bạn ơi. Ba thằng gì không các bạn ơi? Bây giờ. Ba thằng. Anh sẽ giúp đồng đội, anh sẽ xâm lược sang bên này, anh đi tiêu diệt cho canh của chúng nó. Ba thằng dí ốc liền, các bạn ơi. Anh gọi là ám sát. Này. Đứng trên tròi, đứng trên tròi, đứng trên tròi. Mày cầm dao hả? Đứng trên tròi, bắn xuống này. Ốc ơi, anh hạ được mấy tên trên tròi rồi. Hay quá. Ôi chú. Vĩnh biệt. Nó bắn cái gì mạnh thế này. Ôi, người lính bị hy sinh rồi. Anh hy sinh à? Hy sinh rõ không ạ? Cày thật đấy. Mình đang đi sâu vào đội hình địch các bạn ạ. Mình ông ơi, anh mua được khẩu súng ngắm rồi. Ủa nhưng mà trang bị kiểu gì? À. Có những đứa mình bắn nó không biết mình ở đâu các bạn ạ. Quá hay luôn đấy chứ. Có mua được xe tăng này không này? Nhưng mà anh đang không hiểu là bây giờ đồ của anh mua anh để ở đâu? Ôi, mình chết rồi. Ông ơi, đồ của mình mua mình để đâu nhỉ? Đồ mình mua mình để đâu hả? Ờ. Để em thử mua một cái rồi em tư vấn cho anh ấy. Ờ, mua được mà, có tiền thì mua được mà. A few moments later. Thôi, lần này người lính bên Quy Thành đã có khẩu súng ngắm rồi. Em cũng sẽ trang bị súng. À, chúng ta có thể đổi góc nhìn kiểu này bắn nó dễ hơn các bạn ạ. Ok. Ôi, mình sẽ nhưng mà súng headshot. Ngắn á. Headshot. Mình headshot. Muốn... Giá mà có khẩu AK. Bắn cho đối thủ còn đứng ngất nữa. Ô, bắn headshot mà không hy sinh kìa. Ảo thật đấy. À, các bạn ơi. Láo à, hổ báo cáo trồn à. Bắn như này một phát chết luôn không? Không chết đâu ạ. Ồ, mình thích mua súng kiểu như AK hơn. Ờ. Đấy. Đây này, AK-47. AK-47. AK-47, 400.000 tiền á. Hả? 400.000 tiền. Rồi, xông lên, xông lên. AK-47, 400.000 tiền các bạn ạ. Solo. Được của nó đấy. Anh chế dùng dao hiệu quả nhất các bạn ạ. Ờ, kiểu tiết tấn công gần ấy. Tấn công cận chiến các bạn ạ. Mình đối thủ làm đạn không kịp luôn. À, nó bắn thằng kia nó xả súng anh. 350, ô. Mày ạ. Đứng trên chòi. Đứng trên chòi. Ô, làm sao để mở khóa được? Mở khóa gì? Đây này, nó lóc rồi. Em có đủ tiền chưa? Đây. Em bấm vào súng chứ? Đây. Đây, bấm vào hình ở cái hình chìa khóa ấy. Đây. Phải nâng cấp đấy, phải lên cái đấy trước, mua cái đấy trước. À, phải từ từ thì. Đúng rồi, ôi phải nâng cấp. Ai giời, mày nhìn đâu hy sinh rồi. Ý ảnh đúng là bóp anh thật đấy ông ạ. Sắp có 1K5 anh chuẩn bị mua xe tăng rồi. Ui giời ơi, nạp đạn lâu thế này nó đánh cho mình chết toi rồi. Anh hạ gục luôn đối thủ. Thôi em quay về, em sai lầm khi mua khẩu súng này rồi. Em muốn khẩu súng như kiểu là xịn xò cơ. Xịn xò phải từ từ. Chạy đâu, trốn dưới hào. À, trốn kỹ đấy. Địch cực ngu các bạn. Địch này bắn cho ra ngửa luôn.
định với chúng tôi là ồ, mua xe rồi. Mua xe rồi, ok. Về 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 mua xe các bạn ơi. Nó bảo mình được về mua xe rồi. À, thằng này Láo với cáo, hổ báo cáo trồn với đại ca bên Quý Thành à. Nhọt với mày đấy à. Bây giờ mua xe. Mua xe lên càn quét đối thủ. Mua, đâu rồi, xe tăng đâu rồi. Ơ, mua xe tăng rồi mà. Đây. Ông ơi, anh mua xe tăng rồi, ông ơi. Hả? Anh mua được xe tăng rồi. Ôi dồi. Mua xe tăng á. Đây. À, thằng địch nó đánh liền anh em bên Quý Thành á. Hai ủa, thằng địch liền. Ủa, đi kiểu gì đây? What the hell? À, khó đi phết các bạn ạ. Người dám đánh lén ốc của tè. Tiêu diệt, đánh luôn hai thằng. Bắn cái một tiêu cười đánh lén mình các bạn ạ. À, địch kêu ơi, bắn được cái lột tung luôn mà. Ôi giời ơi, thế này thì vô đối luôn. Ông ơi, có một pha có những xe tăng của ai? Bây giờ anh đi đâu? Bán dụng súng. Rồi, để anh càn quét rồi. Thằng kia trên kia đúng không? Ui đứng góc tường bắn mà. Bắn vào cái chòi của nó đi. Kiểu mình thơ sông lên là bọn nó từ trên cao bắn xuống mình chết. Không sao. Thằng ui, cái chòi nó kiểu như là lô cốt đấy các bạn ạ. Không có tác dụng gì. Ba thằng đứng ở đây chết luôn rồi. Lính nè. Thằng này xông tận đây bắn. Ai chứ, cày thằng này vào đấy các bạn ạ. Nha, ủi hết. Lùi. Ôi dồi ôi, bên Quý Thành gọi là còng lưng gánh đồng đội mà. Xông lên, gọi là vặn. Xe tăng bá thật. Ôi, còn một bốn thằng đứng ở kia các bạn nhìn này. Anh bắn một phát là đi hết luôn này. Chết rồi à. Chết luôn rồi. Ghê. Xe tăng vào lên núi, xe tăng lên núi, xe tăng xuống biển. Ôi dồi. Xe bá quá các bạn ạ. Xe này gọi đây đi bắn một tí ấy. Là bọn này đi hết. Rồi, ok. Anh nổ xe tăng rồi, không được. À, chết rồi các bạn. Mình phải ám sát bọn này. Nạp đạn súng này quá lâu luôn, thấy không? Đi luôn. Ui giời, chú đặt hàng rào gai đây các bạn ạ. Bạn ai ạ? Ui, thằng kia có súng AK nó bắn nhanh quá các bạn ạ, mình không kịp xiên luôn. Đấy, cực oách luôn các bạn ạ. Ở đây có nhiệm vụ, có cần phải làm nhiệm vụ gì không nhỉ? Không. Mua xe đi bắn bá cháy thật. Mình sẽ ném quả lựu đạn vào giữa bọn kia. Có cả loại xe tăng 10k tiền thì quả lấy chắc là xịn lắm ấy nhỉ. Xe tăng 10k tiền quá. xe tăng 10k tiền chắc là bắn là tàn sát đối thủ luôn. Đây là bom này, cận chiến. Ủa, trùy này mạnh không? Ai mà biết được. Giáp tầm bắn xa. Đây rồi, anh nên được loại súng mới rồi các bạn. Đã khóa, ok. Mua loại súng mới. 700 tiền còn một K1. Mua luôn súng 1K này. Súng săn, mua luôn. Ok. Hai tên anh vác... này tuổi gì đây? Anh vác súng săn đi các bạn ạ. Rồi. Ui, bên mình cũng có bạn mua được xe tăng kìa. Súng này được ấy, một phát đi luôn. Really nigga. À, súng săn đấy, đúng rồi, súng săn mà. Là lão à. Trèo. Ui, bạn nào ném bom đỉnh vãi. Trèo lên đây. Thấy không? Ồ, trong này. Trốn. À, thằng này trốn trong này các bạn ạ. Chúng nó gọi là trốn ở trong nhà này. Ồ, nó spawn đấy à. Được rồi, ta cho quả lựu đạn vào trong này. Rồi, lựu đạn của mình đâu? Ôi, nổ phát rồi, mình còn gần đi mà. Có hai thằng đánh. Ồ. Ôi, chứ thôi, bọn này tấn công chùm. Đánh hồi đồng EMB Quý Thành ơi. Nào, lại gần đây. Tiêu diệt. Lại gần đây. Nó dám lợi dụng mình các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình gọi là siêu vô địch rồi. Bạn mình kinh rồi. Cho cái gì? Mình đã hy sinh rồi. Lại lựu đạn bay thẳng vào nhà chưa? Nổ. Ốc hy sinh rồi. Bây giờ ốc phải đi nâng cấp tiếp. Ui giời, bán này tí nữa có tiền các bạn ạ. Bọn này tuổi gì? Ủa, lô cốt thỏ súng ra bán này. Sao bên mình không có lô cốt? Bên mình toàn lính đặc công thì cần gì lô cốt. Xông lên bắn đối thủ gọi là đi luôn. Súng này thì úi dồi, tầm gần là một phát đi luôn các bạn ạ. Nên là mình nên tiếp cận. Một phát đi luôn. Úi dồi, bên Quý Thành bắn. Nên gọi là tấn công tới đội địch không làm gì được. Ok chưa? Tiền gọi là đầy luôn. Ui, địch bên này nhiều quá này. Không về đây mà bắn đi. Địch sang đây rồi. Anh nên đánh hẳn lô cốt của nó luôn đi chứ, sợ gì. Đánh lô cốt làm gì, bên nhà sắp bị địch xâm chiếm rồi. Oh no. Các bạn bắn đây, rơi ra ngoài luôn. Các bạn đây. Mình sẽ đọc cái tiểu sử của mình khi mà mình hy sinh nha. Mình tên là Jacob Seifert.
sinh năm 1890. Sinh năm 1890 và hy sinh năm 1918. Đấy. Sau khi mà tốt nghiệp thì anh này đã kết hôn. Đấy, cùng với lại người yêu là trái tim bé bỏng ngọt ngào của anh ý. Đấy, và đã mua một cái cửa hàng nhỏ. Đấy, khoảng vài năm rồi. Trẻ con ở địa phương thì rất là yêu thích cái cửa hàng này. Khi mà anh ấy gọi là anh ấy rất là yêu thích chúng từ bây giờ và đến sau đó. Nhưng mà khi chiến tranh nổ ra đấy, anh ấy nghe lời kêu gọi của Tổ quốc đấy. Đây có anh này, anh ta bỏ trốn để ra đầu quân bỏ trốn nhà để ra đầu quân đội mà không ai biết anh ta ở đó. Đấy, bây đấy giờ chưa? Anh ta không biết vì sao anh ta hy sinh như này. Đâu trời, em này là người có gia đình hiểu không? Nghe thấy tiếng gọi của Tổ quốc lên đường hiểu không? Anh đúng là cái chết nhạt tuyệt. Quá chuẩn luôn. Đây rồi, anh đã có súng xịn rồi đây. Trời ơi. Súng ngắm này. Hình như mình có thể đến với vùng chiến tranh khác, Bê Thành ạ. Ờ, nhưng chúng không ta đang tranh... ở chiến tranh thế giới thứ nhất các bạn. Oh wow. Việt lịch sử thế giới này có chiến tranh thế giới thứ hai nè. Ồ, bắn tận hụt thế nào nhỉ? Ôi, bắn tận hụt. Chỗ kia là mua thiết bị đúng không? Mua cỡ trực thăng, Bê Thành có tiền mua trực thăng không? Các bạn ơi, cái súng này khó bắn quá các bạn ơi. Để xem nào. 2K5 trời đây chỉ mua được xe tăng thôi, không mua được trực thăng. Anh chắc là nên không cần nên cơ các áo giáp được các bạn ạ. Áo giáp này đủ rồi. Anh sẽ đi ra đây kiếm thêm tí tiền các bạn. Thằng kia mày đứng kia làm gì? Mày đứng đấy thì mày làm gì? Thấy không? Kiếm lên 2K tiền mình sẽ mua được khẩu súng mới. Sợ. Hạ địch còn như kiểu rác luôn. Lính cận chiến này. Lính cận chiến. Lính cận chiến nè. Lính cận chiến gặp bên của Thành là ta điện. Sống lên. Solo cận chiến luôn. Solo. Súng của mình cũng sát thương cao phết các bạn ạ. Xoay. Cận chiến bên Quy Thành à. À nó đuổi bắn. Trốn ra. Nạp đạn phát chết luôn. Trên lô cốt nó bắn khó chịu quá các bạn ơi. Đây, cho quả lựu đạn vào đây nhá. Ô. Rồi nổ giữa gần chân bạn kia luôn. Ôi xoay. Lính nó ngu quá. Chết rồi, anh sắp hy sinh rồi. Cố lên. Thằng kia nó xả súng. Ui, em bắn hai tên này chết đứng luôn. Đây rồi, anh sắp có súng mới rồi. Biết thế ném cho quả lựu đạn vào đây là xong rồi. Xoay, gọi là xả súng. Ui, súng máy mạnh thật. Toàn súng, toàn thật rồi bố em. Ủa, 2K5 chưa? 2K7 rồi. Có súng máy rồi, xong chúng mày rồi. Súng máy của anh đây. Ok. Ui, súng máy hả? Bao nhiêu tiền mua được súng máy đấy? 2,5K ông ơi. Về đâu? Ui xôi, súng máy bắn gọi là quá sướng luôn. Ủa gì đây? Đúng rồi, súng máy bắn thì kinh rồi. Bắn kiểu liên tăng tăng luôn đấy chứ. Đúng rồi. Ôi, đối thủ này còn là tính tiền nhá. Đùa đi, cầm dao vào đấy. Ui xôi, địch gọi là không kịp làm gì luôn các bạn ạ. Bọc, biết ra đâu, súng máy. Ui xôi, ngắm bắn nó còn... Hết đạn đợi tí. À, mỗi tội là lạp đạn sẽ hơi lâu. Ui, rồi ném lựu đạn trượt. Xả xuống đây các bạn ơi. Gọi là chết như ngả dạ luôn. Vào đây. Ui xa, làm lính vui thật. Mấy tên này cửa gì sánh vai. Ui xa. Solo. Sợ bao ngay trước mặt mình luôn đi chứ. Ok, mình bắn chết cái đứa trên kia rồi. Trên tròi. Ui, nó nổ. Lựu đạn nổ rung nhà cận luôn. Chiến. Toàn cận chiến. Cái gì đây? Lại đến kỷ nguyên mới, đang chiến đấu mà. Hiểu kiểu gì? Thế là bị nó xiên luôn. À đâu? Đúng rồi, chết rồi đấy. Chưa chết đâu ạ, anh chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Ông nghĩ anh dễ hy sinh thế sao? Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy, thì nhìn đây này, anh hạ gục đối thủ đây. Địch gọi là anh, một mình anh phải cân 5, cân 6 luôn. Ra chiến trường rất là dũng cảm đó đấy, dũng cảm không nào, đó quá dũng cảm luôn. Có. Cái gì nổ đây? Bom nổ ầm ầm, rung cả đất nhưng bên của này vẫn sông lên. Vì bên của này là một người lính rất dũng cảm. Đúng rồi. Sông lên. Ông cũng dũng cảm. Ban đầu ông còn sợ trốn vào lều nhưng bây giờ ông đã không trốn nữa. Ném quả lựu đạn. Gì vậy trời? Nhiều vậy. Ui giời, ném đúng đội hình bạn luôn kìa. Ok. Được quả nữa không? Xào mình sẽ lên. Chiến đấu với bọn này. Nào, ba đứa chưa? Thằng này bắn một phát. Thằng này đứng sau lưng bắn ạ. Xoay, xả súng cực căng các bạn ạ. Xả súng cực căng. Bắn luôn, chết đi. Chú. Anh sẽ xâm nhập vào chỗ sâu nhất của địch. Xuyên luôn.
Mình hy sinh rồi, lần này mình là Oscar Knox. Oscar Knox thì là đã cái gì đấy cùng với cuộc sống của anh ấy ngay lập tức rồi, đã rời là... xa luôn cuộc sống của anh ấy. Và bây giờ anh sẽ xông lên gọi là xâm chiếm đồn địch luôn đây nè. Ừ, nói chung là mình đã có cuộc sống rất là vui vẻ ở trong rừng các bạn ạ, một thời gian rất là lâu, có một cái sống cùng với một cái gậy hả? Kiểu người rừng ấy hả? Nhưng mà khi chiến tranh nổ ra, anh ta đã đứng lên bảo vệ quê hương. Đây là bức thư đã dừng tại đây rồi. Oscar Knox xin là xin vĩnh biệt. Tiếp theo đây là nhân vật nào đây nữa? Cho quả lựu đạn vào giữa đôi hình bạn, trung tâm chỉ huy luôn. Uầy, đỉnh vậy. Ôi, 2K5 tiền mới mua được súng máy hả? Mình mới có 1K3 tiền, mình bắn nản luôn. Cày lắm rồi đấy. Còn máu, còn nửa cây máu các bạn ạ. Tiếp tục cho quả lựu đạn vào đây. Ôi chết rồi, ném lựu đạn hồ đò. Nói thế thì chịu rồi. Vừa phải đi farm tiền rồi các bạn ạ. Lính địch. Nào, cho quả lựu đạn vào trong nè. Ồ, lính địch đi ra. À, à. Ui, 8k tiền rồi đó các bạn. Anh nhiều tiền quá rồi. Ồ, anh sao anh nhiều tiền quá. Anh hy sinh. Lính trẻ hy sinh. Chiến đấu cơ quan điện đánh vào lô cốt của địch luôn. Kỳ quá. Vỗ tay, vỗ tay. Đây là mua khẩu súng đi đây. Ồ, súng. Bạn phải mở khóa thời đại. À, thế chiến thứ 2 thì mình sẽ mở được ra loại súng mới. Đúng rồi. Áo giáp. Mình có thể mình đánh thế chiến thứ nhất thôi. Ờ, đúng rồi. Mình làm thế chiến lắm các bạn ạ. Đúng rồi, trên thế giới nhiều chiến tranh mà. Ok, bây giờ mình có nhiều tiền quá, thử xem xe, mình mua xe tăng loại nào rồi. Có một xe tăng thôi đâu, nhiều đâu. Thế chiến nhất có một cái xe tăng thôi các anh bạn. Anh bá chủ thế chiến thứ nhất rồi. Anh bá chủ đúng rồi các bạn ạ, anh gọi là chùm rồi. Bây giờ anh sẽ mua áo giáp loại VIP nhất. Đấy, sau đó mua cận chiến loại này, kiếm luôn này. Wow, được đấy các bạn ạ, thuốc nổ, loại xịn nhất chưa? Ok luôn. Ông ơi, gì? Sao mà anh nâng cấp nhìn anh ngầu chưa? Wow, anh là sĩ quan ấy. Amazing, good job em. Sĩ quan rồi. Cầm kiếm luôn mà. Nâng cấp đi. Ôi, anh có quả bom gì ấy, ném thử nào. Đây, từ từ xem kiếm của anh như này. Thánh cận chiến. Áo giáp của anh mạnh chưa? Mấy đứa nó bắn mà anh còn không, còn vẫn nửa cây máu. Cực căng luôn các bạn ạ. Thử ném quả bom này. Ui dồi, nổ đấy à, ngay chân bạn kia luôn. Ôi giời ơi, gần đi luôn. Đây là mình phải đi farm tiền đã, mình lại hy sinh rồi. Austin các bạn ạ. Ai già. Mình ấy thì là có vẻ như là người đàn ông yếu đuối ấy. Đấy, nhưng mà đang làm việc ở trong công ty. Thế nhưng mà khi mà chiến tranh nổ ra thì mình thật rất là ghét nhìn thấy cái chết. Đấy, và anh ấy đã khóc thầm trong đêm rất nhiều. anh nhân vật của em ấy, Baby Thành ạ. Ờ. Anh ấy khóc thầm trong đêm và không một ai biết, nhưng mà chúng họ vẫn nhớ anh ấy rất là nhiều. Đấy, nhưng mà xem Baby Thành ấy, Baby Thành đánh lô cốt địch luôn. Cái đạn rồi, đợi tí. À, nó thích cận chiến với anh các bạn ạ, nhưng mà nó không biết rằng trong tay có kiếm. Kiếm của anh mạnh mà đúng không? Hạ đối thủ chỉ trong vài chiêu. Sực sực cái gì mà sực sực. Xiên mấy tên lính này. Đây, chỉ huy Bê Cô Thành, anh em xông lên. Người lính dũng cảm Bê Cô Thành. Người lính hy sinh luôn rồi. Mày sờ tao ngay đằng sau. Mày sờ tao bắn đồng đội tao. Rồi, gọi là cực ngầu. Rồi các bạn ơi, để kết thúc video ngày hôm nay, sẽ tiếp tục lái xe tăng đi vào đội hình đội bạn. Đội bạn gì, đội địch. À, đội địch. Đấy không... là đội bạn à, đấy là bạn anh à. Trong chiến tranh không có bạn bè gì hết. Đúng rồi, hy sinh rồi. Phải bảo vệ tổ quốc. Rồi, phải bảo vệ tổ quốc, xong lên. Quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh, xong lên. Mày. Game này chơi thì khá là vui các bạn ạ. Nhưng mà khi mà mỗi người lính ngã xuống ấy thì sẽ có những cái câu chuyện khác nhau của họ. Như ở đây mình hơi cảm động khi đọc câu chuyện của anh Philip. Mình cũng không biết là những người này có thật hay không. Anh Philip sinh năm 1890 và mất năm 1918. Vậy là anh ấy đã mất khi anh ấy 28 tuổi các bạn ạ. Và trong những cái năm sau này thì những cái năm gần đây trước đây ấy thì là anh ấy đã gặp tình yêu của đời mình và chính cả là và đã họ đã thậm chí họ đã lên kế hoạch cưới nhau các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì chiến tranh nên là anh ấy đã hy sinh rồi. Đấy là một câu chuyện rất là buồn luôn ấy. Hay chắc là mình dừng video đi. Mình cứ đọc những cái câu chuyện này mình thấy nó xúc động quá. Đồng xe. Mình phải tiếp tục đánh các bạn ơi. Anh phải bây giờ mình sẽ là một nhà chính trị gia đi đàm phán hòa bình. Mau bảo vệ em để em lên đến lô cốt kia em đàm phán hòa bình. Đâu xe tăng đâu, cho em đi xe tăng cái nào. Đây lên xe tăng. Xe tăng đây gì? Đây. Đây đúng không? Đây ạ. À, lên xe tăng mới còn bị đánh. Nào đi thôi Bê Quy Thành.
nên còn có tí máu thôi. Xe đấy, tăng... bây giờ mình sẽ đi trên xe tăng của Bê Cô Thành và bắn ra xung quanh. À... thế mà đi đàm phán. Lừa rồi. Đàm phán trên đường, đàm phán vẫn bắn tiếp. Không, không, mình không bắn nó bắn mình. Đúng rồi. Phải bắn thôi các bạn ơi. Nổ, nổ xe tăng. Chạy đi. Thôi được rồi, thế là quá đủ rồi. Rồi, anh dẫn ông lên đây đi đàm phán ông lên. Theo anh. Đâu? Đi lên. Hỏng rồi, ông hy sinh rồi. Rồi, ông hy sinh rồi. Trên đường đi đàm phán. Anh sẽ đi đàm phán, anh sông giữa đời bạn. Nhưng mà mình không ngu như thế đâu các bạn ạ. Mình phải là lách. Tôi đến đây. Với lại anh có súng máy, anh bắn mạnh hơn. Tôi đến đây chỉ là mong đàm phán để hai nước gọi là hòa bình, không còn chiến tranh để gây khổ cho mọi người nữa. Đúng. Ok, đàm phán xong nha. Ok. Mình lại đọc cho các bạn nghe câu chuyện của anh Frederick Clark à. Khi mà anh ấy tham gia quân đội ấy, thì là như kiểu là dưới gối của anh ấy đầy những bức thư tình mà người bạn gái của anh ấy gửi cho anh ấy các bạn ạ. Và anh ấy thậm chí là rất là thích ngửi những cái mùi của cái bức thư á. Và anh ấy đi vào giấc ngủ bởi cái mùi của bức thư tình của người bạn gái các bạn. Trời ơi, và rồi. Anh ấy đã hy sinh rồi. Rồi các bạn từ. Anh ấy hy sinh như vậy là anh ấy chỉ có 21 tuổi các bạn ạ. Ôi giời ơi, toàn những câu chuyện dài đọc mệt thật đấy các bạn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ ở đây. Lại ở đây làm gì? Ở đây là để dừng video và mình đã đàm phán thành công với đây là chỉ huy của bọn họ đấy. Hai chỉ người huy à? Bắn chỉ huy luôn. Bực hết cho mình, bắn luôn chỉ huy đi. Đàm phán là gì nữa, đàm phán luôn chỉ huy đi. Rồi xong, bên này tôi sẽ được chỉ huy rồi. Thế là thắng luôn rồi. Thắng rồi các bạn ơi. Vậy là chiến tranh kết thúc. Mình đã là người chiến thắng, mình giải cứu tất cả mọi người. Mình bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mời đấy. Yeah. Okay. Rồi. Yeah. Rồi và có lẽ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn video sau. Hôm nay là một người lính rất là vui. Và nếu các bạn thích video đừng quên bấm nút like, bấm đăng ký kênh. Bye bye. Bên Quy Thành đã không quay màn hình của em. Ủa?